Những chiêu trò lừa đảo khi các bạn mua bán Bitcoin hoặc tiền mã hóa qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp 1, bạn giao dịch mua bán qua một cá nhân bất kỳ, thì trước khi mà giao dịch các bạn làm ơn lúc nào cũng vậy, đó là check, kiểm tra kỹ cái username. Các bạn vào Telegram, bấm một cái hình ảnh đại diện á, rồi kéo xuống tìm giúp mình cái chữ username. Ví dụ như là Jenny Nguyễn đi, thì sẽ có một người nào khác rất là dễ, họ chỉ cần lấy một cái sim rác số điện thoại khác, họ đăng ký một cái tài khoản Telegram, xong rồi họ đặt cái username na ná với cái username của mình. Ví dụ mình là Jenny Nguyễn, họ sẽ đặt là Jenny Nguyễn chấm, Jenny Nguyễn phẩy, Jenny Nguyễn 6, hoặc là họ lấy cái hình ảnh đại diện của mình là họ làm y chang. Mà bạn không để ý một cái á là lừa đảo, và cái này trường hợp này rất dễ gặp. Một trường hợp khác, mình đang ở trong một cái cộng đồng mua bán USDT hoặc là Bitcoin trên Telegram chẳng hạn. Mình thấy có một người đăng với một tỷ giá hấp dẫn quá, khi mình giao dịch với cái người đó và mình sợ lừa đảo, cho nên là mình nhờ cái bạn admin của cái cộng đồng đó làm trung gian. Tức là mình tin tưởng bạn admin, nhưng mà cuối cùng là gì? Bạn admin thông đồng với người bán, hoặc là có một người mạo danh bạn admin để thông đồng với người bán và scam luôn và lừa đảo luôn số tiền này của mình. Và bạn mình đã từng bị và mất 4.000 đô. Và trường hợp tiếp theo là bạn thân mình 3 năm trước suýt bị lừa đây. Đó là người mua ấy, sau khi mà họ chụp cho mình cái ảnh chuyển khoản ngân hàng, họ gửi cho mình, xong rồi họ cứ hối hối kiểu như là ảnh chụp màn hình nè, rồi bây giờ thả release coin đi này kia. Mình rất là hoảng, bởi vì tại sao họ lại hối như vậy? Thì sau khi mà mình kiểm tra cái ảnh chụp màn hình á, thì nó đã bị làm giả rồi. Kiểm tra trong cái app ngân hàng á là không có tiền vô luôn. Và lúc đó là mình đã suýt bị lừa. Cho nên là các bạn hãy check thật kỹ, là đăng nhập vào cái app điện thoại của tài khoản ngân hàng và hãy check thật kỹ nha. Trường hợp 2 là nếu mà các bạn mua bán giao dịch qua sàn, ví dụ như Binance B2B chẳng hạn, thì mình thấy an toàn hơn khá là nhiều. Ví dụ mình là người mua đi, mình mua USDT và mình đã chuyển khoản xong hết cho người bán rồi, và mình không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào của người bán, và coi như người bán biến mất luôn đi, thì mình sẽ bấm vào cái nút gọi là nút khiếu nại ở trên sàn á, thì sẽ có một người, họ là customer support của Binance, họ sẽ chủ động liên hệ với người bán, và nếu như không liên hệ được mà người bán lừa đảo ấy, thì họ sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng cách là họ sẽ đóng băng và khóa tài khoản của người bán lại, không cho người bán rút tiền ra. Nhưng mà cũng có một lưu ý nha, là nếu bạn là người bán và bạn là người đàng hoàng, tức là bạn đang giao dịch bình thường mà cái tài khoản ngân hàng của bạn vẫn chưa cộng tiền, tức là người mua vẫn chưa thấy chuyển khoản cho mình chẳng hạn, và mình đang đợi, thì có một cú điện thoại bảo là alo, xin chào bạn, mình là customer support ở Binance, hiện tại thì hệ thống đang gặp lỗi, nhưng mà bây giờ bạn cứ bấm vào nút release coin, tức là cứ chuyển coin cho người mua đi, có gì mình sẽ quay lại với sàn rồi có gì mình xử lý sự cố sau, bạn cứ bấm nút release coin đi. Là lừa đảo nha, không bao giờ sẽ có những cú điện thoại như vậy từ sàn Binance trong khi là bạn vẫn chưa nhận được tiền từ người mua, cho nên nhớ lưu ý.